Chúng ta tiếp tục với ví dụ 4. Hỗn hợp X có tỉ khối hơi so với hydro là 21,2, gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thì tổng khối lượng CO2 và nước thu được là phương án A 20,4 gram, phương án B 18,6 gram, phương án C 18,96 gram và phương án D 16,8 gram. Đây là ví dụ được trích trong đề thi tuyển sinh đại học khối A năm 2008. Để làm bài này thì chúng ta nhận thấy rằng nó có cách làm tương tự như là ví dụ thứ 3. Ba chất propan, propen và propin thì công thức phân tử lần lượt propan C6H8, propen C3H4 và propin C3H6 và propin là C3H4. Cả ba chất này đều có chung carbon và hydro khác nhau. Vậy thì chúng ta đặt công thức chung sẽ là C3HI trung bình. Đấy. Theo đề bài thì tỉ khối hơi so với hydro bằng 21,2, như vậy M trung bình của nó bằng 42,4. Tương đương với 3 x 12 cộng Y bằng 42,4 và chúng ta tính được Y trung bình bằng 6,4. Như vậy, đốt cháy một hỗn hợp 3 chất, bây giờ chúng ta chỉ còn đốt cháy một chất mà thôi, C3H6,4. Đấy. Khi đốt cháy thì thu được 3 CO2 và 6,4 nước, 6,4 hydro, như vậy sẽ là bằng 3,2 nước. Đấy. Số mol của hỗn hợp là 0,1 mol đem đốt thì số mol CO2 là 0,3 và số mol của nước 0,32. Đấy. Chúng ta đã có rồi. Vậy thì tổng khối lượng CO2 và khối lượng nước bằng 0,3 x 44 cộng 0,32 x 18 và kết quả bằng 18,96. 18,96 gram. Và đó là phương án C. Sang ví dụ thứ 5. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hydrocarbon X hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch bari hydroxit dư thì tạo ra 29,55 gram kết tủa. Dung dịch sau phản ứng có khối lượng giảm 19,35 gram so với dung dịch bari hydroxit ban đầu. Công thức phân tử của X là phương án A C3H8, phương án B C2H6, phương án C là C3H4 và phương án D là C3H6. Ví dụ thứ 5 này được trích trong đề thi tuyển sinh khối B năm 2010. Và để làm được cái bài này thì việc đầu tiên chúng ta cần phải lưu ý một vấn đề. Vấn đề này thì cũng nhỏ thôi. Thế khối lượng của bình tăng hoặc giảm thì nó khác gì với khối lượng dung dịch tăng hoặc giảm? Nếu khối lượng bình mà khi cho CO2 và nước vào thì khối lượng bình tăng bằng tổng khối lượng CO2 và nước. Nhưng cái phần khối lượng dung dịch sau phản ứng thì cần lưu ý rằng đó là sự chênh lệch khối lượng giữa cái phần cho vào là sản phẩm đốt cháy và cái phần mất đi là kết tủa. Và thông thường lượng kết tủa sẽ lớn hơn tổng khối lượng của sản phẩm cháy. Vì vậy cho nên thông thường là khối lượng bình giảm. Khối lượng bình giảm thì bằng khối lượng của kết tủa trừ đi tổng khối lượng CO2 và nước. Đấy. Cụ thể ở trong bài tập này thì khi đốt cháy một hydrocarbon thì chúng ta thấy rằng số mol của CO2 thu được bởi vì là bari hydroxit dư, cho nên số mol của CO2 thu được chúng ta có bằng số mol kết tủa là bằng 29,55 mà chia cho 197 bằng 0,15. Đấy. Khối lượng của bình giảm thì bằng khối lượng của kết tủa trừ đi tổng khối lượng của CO2 và nước. Khối lượng bình giảm biết, khối lượng kết tủa biết và khối lượng CO2 thì chúng ta cũng tính được. Từ đó thì tìm được số mol của nước. Chúng ta sẽ thay vào và chúng ta sẽ tìm được số mol của nước nó bằng 0,2 mol. Chúng ta thấy số mol nước bằng 0,2, số mol CO2 bằng 0,15. Vậy thì đây sẽ là ancan rồi. Và số mol của ancan, số mol X thì bằng số mol nước trừ đi số mol CO2 bằng 0,05. Và số nguyên tử carbon thì bằng số mol của CO2 trên số mol X. Số mol CO2 là 0,15 trên X 0,05 bằng 3. Như vậy
hợp chất mà chúng ta đem đốt là C3H8. Đáp án A. Ví dụ thứ 6. Được trích trong đề thi khối B năm 2010, hỗn hợp khí X gồm một ancan và một anken. Tỉ khối của X so với hydro bằng 12,11,25. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí X thì thu được 6,72 lít CO2. Các khí được đo ở cùng điều kiện tiêu chuẩn. Công thức phân tử của ancan và anken lần lượt là phương án A, CH4 và C2H4, phương án B, C2H6 và C2H4, phương án C, CH4 và C3H6, phương án D, CH4 và C4H8. Với ví dụ thứ 6 này thì trước hết chúng ta cần nhận thấy đây này. Đây là một cái bài tập tìm hai hợp chất, tức là cần phải có hai con số thì mới ra được đáp án. Thì chúng ta có hai chất, một ancan và một anken. Nhận thấy rằng cả bốn phương án, trong bốn phương án thì có ba phương án xuất hiện metan CH4. Như vậy cái khả năng cái chất ancan của chúng ta là CH4 là đúng. Như vậy thì chúng ta có thể loại trừ cái phương án C26. Đấy, đó là một cái cách để chúng ta có thể suy đoán được đáp số từ các phương án mà đề cho. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể làm loại trừ, làm vừa loại trừ bằng các cách cụ thể thế này. Trước hết là chúng ta nhận thấy cái giá trị M trung bình của hỗn hợp. Theo đề bài, tỉ khối hơi của nó so với hydro bằng 11,25. Như vậy M trung bình bằng 22,5. 11,25 nhân 2. Điều này chứng tỏ là nó phải có CH4. Tức là M lớn phải nhỏ hơn, có một chất nhỏ hơn 22,5, chỉ có CH4 mới đáp ứng được. Như vậy là chúng ta loại ngay được cái phương án B. Tiếp theo là số nguyên tử carbon trung bình. Số nguyên tử carbon trung bình thì nó bằng số mol của CO2 thu được khi mà đốt số mol đốt cháy hỗn hợp thì nó bằng 0,3 trên 0,2 bằng 1,5. Đấy, điều này lại càng khẳng định CH4 là một chất đúng. Bây giờ còn ba phương án A, B và D. Tức là các cái anken cần tìm là C2H4, C3H6 hay là C4H8 thì làm thế nào? Nếu chúng ta đặt công thức của anken xong nó tìm thì cũng được. Tuy nhiên, cách làm có thể nhanh hơn, đó là giả sử cái hỗn hợp sẽ là CH4 và một chất là C2H4. Nếu CH4 và C2H4 thì chúng ta nhận thấy là C1 và C2, trong khi đó N trung bình bằng 1,5, tức là bằng trung bình cộng. Tôi vừa lưu ý chúng ta là chúng ta cần phải khai thác rất là gọi là tinh tế cái giá trị trung bình. N trung bình bằng 1,5 trung bình cộng có nghĩa là số mol của hai chất này bằng nhau. Số mol hai chất bằng nhau có nghĩa là phân tử khối trung bình cũng chính bằng trung bình cộng. Như vậy M trung bình nó bằng M của CH4 cộng với M của C2H4 mà lớn đấy. Chia 2 tức là bằng 16 cộng với 28 chia 2 và kết quả là bằng 22. Chúng ta thấy rằng nó khác so với 22,5. Như vậy chúng ta loại phương án này. Loại. Đấy. Vậy chúng ta còn hai phương án thôi, B và D. Đấy. Thế nếu mà chúng ta giả sử cái trường hợp thứ hai, nếu chúng ta giả sử là B mà đúng thì chúng ta lấy, còn nếu không B không đúng thì chúng ta lấy cái phương án D. Đấy, thế bây giờ chúng ta giả sử thằng nào thì nó hợp lý hơn? Thứ nhất là chúng ta giả sử thứ hai thì cái hỗn hợp này là CH4 và thằng C3H6. Sử dụng phương pháp đường chéo thì chúng ta có số mol của CH4 này, N bằng 1 này, số mol của C3H6 này, N bằng 2 này, bằng 3 này. N trung bình là 1,5 thì chúng ta có 1,5 trừ 1 bằng 0,5. 3 trừ đi 1,5 bằng 1,5. Hay nói cách khác là số mol CH4 trên số mol của C3H6 bằng 1,5 trên 0,5, tức là bằng 3 lần. Từ đây thì chúng ta tính được số mol của CH4 nó sẽ bằng là 0,15 và số mol của C3H6 là bằng 0,05. Từ đây thì chúng ta tìm được giá trị M bằng 0,15 nhân 16 cộng 0,05 nhân với 42, tất cả trên tổng số mol là 0,02 và kết quả là bằng 22,5. Như vậy thì đây chính là cái kết quả đúng, mà M trung bình chính bằng 22,5. Như vậy
thì đáp án của chúng ta sẽ là phương án C, CH4 và C3H6. Nếu như cái trường hợp giả sử này mà chúng ta có một cái giá trị M khác với 22,5, có nghĩa là phương án C này không đúng. Phương án C này không đúng thì chúng ta sẽ lấy phương án còn lại, đó là phương án D. Đó là cách làm tự chọn, tức là thay cái đáp số vào, thay các phương án vào để chúng ta tìm được đáp số đúng.